Đây là 50 tấm gương của chương trình Việc Tử Tế từ khắp mọi miền Tổ quốc, đại diện cho hàng ngàn tấm gương tiêu biểu đã được Đài Truyền hình Việt Nam tìm kiếm tôn vinh trong thời gian qua. Gần 10 năm lên sóng, đã có hơn 2.200 câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa tới khán giả truyền hình cả nước. Việc Tử Tế cũng trở thành thương hiệu uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam, trở thành mái nhà chung, nơi mà bất cứ ai làm việc tốt cũng có một không gian để chia sẻ các câu chuyện của mình. Câu chuyện về người cha đông con nhất Việt Nam Nguyễn Trung Chắt khi ông đã nhận nuôi 304 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn suốt 20 năm qua. Hay cô giáo Lê Thị Thắm là người khuyết tật nhưng cũng chính là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên, sống có ích khi đã dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo tại làng quê suốt nhiều năm qua. Nhóm tình nguyện của anh Phạm Quốc Việt đã hỗ trợ gần 3.000 nạn nhân tai nạn giao thông. Và câu chuyện của bác Tư Kiềm, 20 năm làm thiện nguyện, đã giúp xây 582 ngôi nhà miễn phí cho người nghèo. Mỗi điển hình ở đây, dù có những việc làm khác nhau, nhưng đều có chung tinh thần đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước bằng những việc làm thầm lặng của mình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp mặt những điển hình trong chương trình Việc Tử Tế, đánh giá cao lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã có sáng kiến về chương trình đầy ý nghĩa này và hoan nghênh nhóm phóng viên trong chuyên mục đã kiên trì đi khắp mọi miền đất nước để phát hiện và nhân rộng những việc làm, những con người tử tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong truyền thống và văn hóa của người Việt Nam, tử tế là một đức tính tốt đẹp, một thái độ sống tích cực, một sự lựa chọn về lối sống và đạo đức được người Việt Nam trân trọng. Và những câu chuyện lan tỏa trong chương trình Việc Tử Tế sẽ truyền đi cảm hứng, thôi thúc mỗi người hướng và mong làm những điều tốt đẹp, có ích hơn cho cuộc sống. Thưa các anh, các chị, tôi rất ấn tượng và xúc động với các việc tử tế mà các anh chị đã làm. Những câu chuyện tử tế mà Đài Truyền hình đã giới thiệu và trong năm 2023, 50 gương mặt ở đây là 50 câu chuyện truyền cảm hứng, có sức lay động lòng người. Tôi rất cảm phục trước nỗ lực rất phi thường của các anh, các chị, các em, các cháu. Các anh chị đã nói về việc mình làm nhẹ tựa lông hồng, như một lẽ tự nhiên, vốn có trong tấm lòng, tình cảm của các anh, các chị. Tôi xúc động và cảm phục, trân trọng những cái việc làm ấy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, để đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, thì trong xã hội ngày càng phải có nhiều hơn nữa những việc làm tử tế và những con người tử tế. Chủ tịch nước mong muốn truyền thống tốt đẹp, nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy sâu rộng hơn nữa, lan tỏa mạnh mẽ hơn và tạo thành phong trào mỗi người làm một việc tử tế. Nếu được như vậy, sự phát triển của đất nước mới thực sự mang ý nghĩa trọn vẹn.